Cũng liên quan đến câu chuyện này thì sau đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 cũng như là khả năng gây mưa cho các tỉnh thành phía Bắc của nước ta. Xin được mời biên tập viên thời tiết Hương Liên sẽ cập nhật đến quý vị. Vâng, Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, cập nhật đến chiều tối nay thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng thấp trên đất liền khu vực Hải Phòng đến Nam Định. Dù đã yếu đi nhưng hoàn lưu của vùng áp thấp này kết hợp với không khí lạnh sẽ tiếp tục gây mưa to cho miền Bắc từ nay đến hết ngày mai. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, riêng các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Thủ đô Hà Nội cũng có thể bị ngập ở một số tuyến phố trũng thấp. Dự báo từ tối nay đến sáng mai sẽ có mưa liên tục. Có lúc mưa to, mưa ẩm sẽ giữ cho nền nhiệt ở mức thấp 22 đến 23 độ, trời lạnh. Chuyển sang các thông tin thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh, dự báo đêm nay trời không mưa, dịu mát, nhiệt độ thấp nhất ở các quận trung tâm, khu vực Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn là khoảng 25 độ, còn các huyện Cần Giờ và Nhà Bè là 26 độ. Cảm ơn quý vị đã cùng tôi cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.